khuya dữ vậy. Mà nó 12 giờ khuya rồi mà chưa ngủ nữa. Nhớ con mẹ nào nói nghe coi. Cho nên mình phải theo ý khách của hàng. Giờ tới là một phiên này, đó, giờ một phiên này. Coi like của tình yêu thông cảm nha. Có những lúc tình yêu không có đeo bàn tay là tại vì không cái tay của tình yêu không đeo bàn tay được. Nhưng mà khách đi trước tiên đi là mình chưa có nhiều lỗ tay rồi. Ok, nhiều lỗ tay sẽ mong 20 second, rồi sẽ mong những cái tóc 20 second, không có đeo bàn tay được. Thông cảm nha anh chị em. Đó, thì em giúp cục thứ hai thấy không, giúp cục thứ hai là đẹp cực kỳ luôn. Để giúp cho nó sáng. Thank you.
bao quanh nhau, lại gần quanh nhau. Bao lần 20 minutes. Lên anh chị em vẫn kêu mọi người là lo cái cuticle xong rồi mới đầu mới nhút xuống thì cục bột nó bị động ở lại chỗ này, nó bị động ở lại chỗ này rất là nhiều, cho nên anh chị em cố gắng nghe lời tình yêu giúp cục thứ hai cũng vậy. Thấy cái ombre của tình yêu không, để đi quay nhìn ở ngoài nó còn đẹp gấp mấy lần ở trong này nữa đó. Tại vì sao khi mình giúp cục thứ hai làm sao mà nó liền với nhau, đừng có để cho nó bị bên cao bên thấp, nó bị nhô lên, hiểu không? Vấn đề ở chỗ đó. Bây giờ mình làm món này là món cái này mình gọi là chó đón, nhưng mà phải biết làm chó đón làm sao. Chó đón là phải làm cho đẹp nha, chó đón là phải làm cho đẹp nè. Đây này, đây khi mình làm nó cục bột nó ướt này, nó nhão là mình quét ra rồi quét cho nó nhìn cây nó ra, nhưng mà nó phải còn ướt để chi, để cái cục bột kia nó ra nó sẽ loãng ra như đó thì nó mới đẹp được đó, nó mới đẹp được đó, chứ không thôi là nó sẽ bị vậy nè, cục bột nó ướt này, bỏ ra đó, để chi nó còn ướt mà nó ra nó hòa đi đâu thì nó mới đẹp được, chứ còn mình để nó khô là nó chồng lên nhau thì em thấy nó chồng lên nhau nó không có đẹp. Đó, cục cam, đó, cục cam đi nhịp lên thấy không, nó chồng không, rồi xong xuôi là anh chị em mới đẩy cục bột cho nó ướt. Khi mà nó chưa, nó không có ướt á là mình phải lấy cái nước cái cọ này, mình lấy cái cọ mình nhúng nước đi cho nó ướt này, mình nhúng cho nó ướt để khi nó hòa lẫn vào nhau như vậy thì nó mới đẹp, chứ không thôi là nó không có đẹp đó, chứ không thôi là nó không có đẹp, nó sẽ chồng bột lên nhau, hiểu không? Đó, vậy nên là mình phải làm cho nó đúng, chứ không thôi là nó không đúng. Tình yêu chia sẻ cho mọi người rất là chính xác 100%, ít khi nào tình yêu chị bậy lắm, cho nên chị em cố gắng làm sao nha, khi mình bỏ lên cục cái màu của nó lem vào nhau, nó là hòa lẫn vào nhau mới được, chứ không phải là mình bỏ sao mình bỏ đâu, bỏ như vậy là sai đó, dù bỏ màu vàng lên nó đang còn ướt nè, đó nó đang còn ướt như vậy thì màu nó ra mới đẹp được đó nè, mình bỏ lên như vậy thì nó ra mới đẹp được, thấy nó ướt không, nó hòa lẫn vào nhau không? Anh chị em phải nhớ nha, chứ không phải là muốn bỏ sao bỏ đâu. Đó, mình muốn bỏ là phải ướt, đó nó phải ướt thì nó mới hòa lẫn vào nhau, nó mới đẹp được đấy chưa? Đó, nó hòa lẫn vào nhau thì cái cục màu nó mới đẹp được. Chứ không thôi anh chị em làm, cứ làm đại lên đây là nó không có hòa lẫn vào nhau, mình nhìn tắc cười lắm. Nhìn nó giống như là nó không có hòa lẫn vào nhau, nó không có đẹp. Thấy không? Khi nào mình muốn làm cái này thì là bắt buộc cái này nó phải ướt 100% nữa thì cục màu hai cục màu sẽ hòa lẫn vào nhau. Còn nếu mà nó khô nó chồng lên nhau thì nó sẽ không có đẹp. Ok, nhớ chưa? Đó, bây giờ mình làm xong rồi, bây giờ mình khô nè. Mình khô là mình mới ém nó vô nè, rồi xong mình bỏ một cái lên. Nhưng mà giờ mình còn làm cái ngón này nữa. Mình làm cái ngón này nữa thì mình bỏ tiếp tục. Nè, cục bột phin này bỏ lên, nó ướt nè. Đó, nó ướt rồi, thấy chưa? Nó ướt mà mình để yên đó, mình chỉ cần quẹt nhẹ nó xuống thôi. Rồi mình bỏ cái màu vàng nhẹ nhẹ nè. Đây, mình bỏ cái màu vàng nhẹ nhẹ đây nè. Đó, bỏ nhẹ nhẹ đây nè. Đó, mình quẹt thấy nó hòa lẫn nhau không? Đó, nó hòa lẫn vào nhau. Màu cam này, khi nào cũng vậy, một ướt nó phải ướt nha, chứ sao là nó không ướt mà nó không có hòa lẫn vào nhau. Đó, mình muốn làm con chó đốm là phải như vậy, con chó đốm mà phải đẹp, không phải chó đốm mà nó ra nó kỳ cục không được. Đó là ướt nè, bỏ vô nè, bỏ vô nè. Đó, nó ướt nè.
thì nó hòa lẫn vào nhau, cái màu nó hòa lẫn vào nhau như vậy nó mới ra cái màu được đẹp. Xong lấy màu phiên lợt nè, đó, phiên lợt nè, bỏ lên nè. Đó. Nó phải ra làm sao cho nó đẹp chứ không phải là mình bỏ sao mình bỏ đâu. Rồi bỏ màu vàng nè, màu cam, màu vàng gì lên nè, đó, màu vàng bỏ lên nè, thấy chưa. Thấy chưa là nó chạy ra, rồi xong mình bỏ màu cam nè. Đây, bỏ màu cam nè, bỏ cái khúc này nó ít rồi mình bỏ lại màu ít lại. Đó, ít lại cho nó ra đẹp nè. Bỏ tí xíu màu xanh nè, đó, màu xanh nè, bỏ lên nè. Đó, như vậy thì nó mới ra được màu. Mà ra nó đẹp chứ không phải ra xấu. Anh chị em thấy rõ không? Nhìn cái bàn tay nó sực sỡ nhưng mà nó rất là đẹp. Nhớ một điều như vậy, ước mới hòa vào nhau đúng rồi. Cho nên anh chị em cố gắng khi mình làm mấy cái này, tình yêu chia sẻ, tình yêu không có giấu nghề, tình yêu không bao giờ giấu cái gì hết cho anh chị em đó. Cái quan trọng là tại vì anh chị em không thấy được rõ là tại vì sao. Cái webcam của nó rất là nhỏ, nó không có đủ để bao dung hết tất cả những cái khi mà tình yêu lấy bộ. Đó, cho nên nó chỉ có vậy thôi. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng, nếu mà anh chị em nào cảm thấy muốn đi học thì đăng ký lớp tháng 8 nha. Ở bên đây không có buộc, không có bị ảnh hưởng gì hết á. Hello Trương Thành. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng làm những cái gì mà mình cảm thấy mình không biết làm thì mình phải đi học. Đi học về bảo đảm 100% là làm được luôn. Mình nói thiệt luôn. Anh chị em lớp điều rồi tình yêu dạy rất là thành công. Anh chị em có thấy không? Mấy người ta làm không? Mấy người đó là thật sự mình nói một câu tay nghề chưa giỏi á. Mình huấn luyện cho 3 ngày thôi là về là đủ thứ hết rồi. Về là đánh khách vô địch thủ luôn. Đó, thấy không? Thấy tình yêu làm khi mình bỏ bột lên không? Nhìn cái hòa luyện vào nhau nó rất là đẹp. Chứ không phải mà nó chồng lên nhau nó không có đẹp đâu. Cái có nhiều anh chị em làm á, làm cái này á, thấy anh chị em tình yêu thấy nó cười lắm. Nó bỏ bột đây một lần, bỏ lên cái lần vậy, cái bỏ một lần vậy. Nó không có ra mo bò mà nó cũng chẳng ra cái gì á. Nó ra giống như cái đường rằn mà giống như con rắn, nó có cái vậy. Cho nên nó không có đẹp, không phải là mình chê, nhưng mà tại vì người ta chưa có kinh nghiệm. Cái này là mình nói thật, chưa có kinh nghiệm làm về mấy cái này. Có nghĩa là cứ bỏ cái bột màu lên đây, cái làm cái lằn gì, cái bỏ cái bột màu làm cái lằn, cái đó nó quá dễ rồi. Còn cái này là tình yêu chia sẻ cho anh chị em là cố gắng làm sao để cho những cái màu này nó hòa luyện vào nhau thì nó mới đẹp. Tại vì có nhiều tình yêu có coi rất là nhiều, coi rất là nhiều những cái tấm hình mà mọi người đưa lên là tình yêu biết là mấy người đó họ chưa có biết cái cách làm, chỉ có họ làm đại thôi. Đó là mình nói thật lòng, làm đại chưa có đẹp. Mình phải cố gắng coi like, rồi cố gắng coi những cái gì người ta làm mình cảm thấy hay, mình nhớ học những cái đó. Chưa thấy nó cọi một cái cỏ nữa, đứng đầy đứng trước cửa nhà làm sao gọi được, cỏ nó đâu có còn mọc lên nổi đâu mà giờ mà cắt. Đó, nhớ không? Bị vúa, nói gì nói cũng phải nè, dùng cái tay nè, dùng cái đây nè, dùng cái thịt nè, đó, đẩy xuống nè rồi mới vúa nè, đó. Còn không lấy cái vúa đè nhẹ xuống nè, đó là vúa nè, đó vúa nè. Còn không lấy miếng thịt, người nào không quen thì lấy miếng thịt đè xuống nè, đó. Chứ đừng có lấy cái tay chọt đây nha, dặn rồi á. Đó là 10 ngón đều như nhau hết. Cái tay mình vũa là hai cái tay mình vũa thôi, chứ đừng vũa luôn cả cái người, đừng có vũa luôn cả cái tay người ta. Mắt của em bị kém à, thì không đi bác sĩ em. Mắt kém là phải đi bác sĩ chứ. Mắt mà kém là phải đi bác sĩ, nhớ không? Mắt mấy anh nào cũng vậy, mắt mà bị kém là phải đi bác sĩ, nhìn cho nó rõ. Mùa này mùa hè mà mấy anh mắt kém sao nhìn được. Và mặc áo 2 giây, 3 giây rồi sao coi. Nên là mắt kém là phải đi nha, làm neo mắt kém là phải đi bác sĩ. Mấy người coi nha, chắc mấy ông nội, chắc ông dâm nữa. Đúng rồi. Đúng rồi.
là mới nói chứ ông nội này chắc ông dâm lắm, ông nói chuyện ra toàn đầu lao không, ông nói chuyện ra toàn là chuyện là toàn là bí đỏ với lại bí đau không. Nhưng mà xin lỗi nha, đàn ông không dâm là bà có thích. Tôi nói đúng không, đàn ông không dâm là bà có thích rõ ràng, mà bóng bóng mát mà nó còn dâm muốn chi là tôi. Anh ơi, tình yêu ơi, anh có thể chỉ cách nào mà giữ cái đầu tiếp mình hướng nào chủ được. Oh, ok, sao anh sẽ chỉ cho, anh sẽ chỉ cho ha. Bây giờ sắp sửa rồi. Ok. Anh chị em thấy không, bóng bóng mát mà nó còn gọi là bóng dâm nữa, không chi là tôi đàn ông, con người phải đàn ông là phải dâm thôi, đó là chuyện bình thường đúng không, nói cái chuyện rất là chí lý đúng không. Đàn ông mà không dâm là không có thể là đàn ông được. Đàn ông mà không dâm là bà bảo đảm em bỏ à, phải dâm kệ nó, ai nói gì cứ nói, cứ dâm trước đi. Bóng mát mà nó còn kiểu bóng dâm nữa là biết rồi. Đó, nhớ cố gắng. Tí xíu nữa em sẽ chia đạt cái đó cho mọi người nhìn, khía cạnh nào nó cũng thẳng hết nha, nhìn khía cạnh nào nó cũng thẳng hết đó. Ok, lập mấy lớn thiệt lớn vũa đó, để nhẹ vũa, đề nhẹ nhẹ thôi, đừng bây giờ đừng có đề cái đầu vũa mà để vô nhẹ nhẹ thôi đó, không bao giờ bị đứt tay. Nhớ cố gắng để nè, chạy một chiều đừng có chạy hai chiều, đừng có chạy vô lui lại chi, không có chạy lui được đâu, không có ăn đâu, đừng có chạy chạy ra từ bên phải qua bên trái nếu anh là người nào vũa bên tay phải. Ok. Đó, thấy chưa? Nè, thấy bây giờ tình yêu thấy zoom ra cho anh chị em coi một cái nè. Thấy cái đầu, thấy cái thể này, cái bột nó còn dày này không? Vũa khi mình vũa là nó hết nè. Đó, vũa ra là nó sẽ mòn nó xuống nè. Đó, nó sẽ tròn nè. Thấy chưa? Đó, nó tròn nè. Giờ thấy rõ không? Bột nó đi xuống đi. Anh chị em nào có nhu cầu muốn mua đầu vũa này thì gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Em thấy chưa, mình vũa như vậy là mình biết được cái gì, mình zoom ra cho anh chị em coi để anh chị em thấy được, chứ để zoom sát có nhiều khi không thấy đó. Vũa nó ra nó ăn rất là nhiều, những người nào mà làm lỡ làm đụng cái tay nè đấy, không bao giờ bị đứt tay. Cho nên anh chị em nào mà nó làm trong nghề này mắt yếu hoặc là lớn tuổi nó còn mắt kém, hoặc là anh chị em còn nhát tay trong cái lĩnh vực vũa, anh chị em nhớ mua cái đầu vũa của tình yêu về xài rất là good, rất là an toàn cho khách hàng của mình nhé. Đó, anh chị em thấy tình yêu vũa không, cái này là tình yêu chia sẻ thật tình mà cũng có bán đầu vũa nữa, anh chị em mua ai cũng vậy, mua tình yêu cảm ơn đó. Nhưng mà hàng này là hàng rất là tốt chứ không phải là nó làm điện không nha. Anh chị em mua về xài rất là ok. Ok, thấy không, nhìn không, vũa rất là chuẩn luôn. Đầu nhỏ này 200 đồng một cái em à, đầu nhỏ này 200 đồng một cái, anh chị em nào có mua bài vô. Sao em nói cái gì à, không hiểu cái nào, bây giờ đọc lại em đi thật. Em hỏi anh là làm thế nào, làm thế nào hay biết tình. Ok, tình yêu sẽ chia sẻ cho anh chị em luôn. Khi anh chị em gặp cái móng tay dầu tới, anh chị em làm bắt buộc phải gọi kêu người đó đi rửa tay cho sạch nha, đi rửa tay xà bông cho sạch, rửa bằng xà bông cho sạch, nghe lời tình yêu, đây là bí quyết tình yêu làm rất là chuẩn, rửa tay cho sạch. Xong rồi nhớ cố gắng nè, nhớ cố gắng rửa tay xong rồi lại rửa tay, gắn cái khi mà rửa tay sạch rồi đó, anh chị em nhớ phải rửa cái giấy nhám cho thiệt là kỹ vô trong mấy cái kẽ, tại vì khi mình phải nhớ nè, khi mình rửa nhám mình phải banh ra những cái kẽ trong này mình rửa, tại vì tay họ dầu thì nó bị dễ bị viết lắm nha. Rồi sau là mình vũa cho kỹ, mình dán móng xong rồi mình chạy cái móng đây, nhớ sức primer là mình sức trong cái móng này thôi. Ok, nhớ nha, nhớ khi nào mình gặp móng tay dầu nhớ phải đi rửa tay, nghe lời tình yêu đi, đừng có sợ người ta nói là ô rửa tay nó sẽ bị hở, không, ăn rửa tay khi nó còn khô á, khi nó còn khô nó chưa có gì hết, nó quay lại nó vẫn khô như thường, là nhưng mà cái xà bông. Yeah. Vậy là nó sẽ lấy
học một đường học được. Em không biết làm em tham gia được chứ cần gì em làm 2 tháng. Em có tin không, vừa rồi anh dạy ở trong lớp anh là có mấy người, cũng có 5-6 người chưa từng cầm cái cỏ. Lẹ bây giờ đi làm rồi, cỏ cho anh là được đi làm rồi, cũng như chủ nhận rồi. Đó, chủ nhận đi làm cho làm một rồi, cho làm một full set luôn. Đó là anh nói thật lòng, tôi không có nói chơi đâu. Đó là không phải là tự quảng cáo cho anh đâu, mà anh đã dạy nhiều năm rồi. Đó, không có chơi chú nha. Ai mà còn tôi chú là tôi giận ha. Tôi còn trai nhơ nhẽo, tôi còn thanh niên nhơ nhẽo, còn dâm lắm, còn được lắm á, nhưng cũng ok lắm, chứ đâu nổi nào đâu, kêu tôi bằng chú. Chừng nào mà tôi chơi không nổi à, kêu tôi bằng chú. Tôi còn chơi được chơi phà phà luôn á, chơi thì tới đâu nữa. Gì vậy? Trời, anh còn chơi phà phà luôn mà cứ kêu anh bằng chú hoài. Chú là không còn chơi được nữa. Đó, chơi chú mà chơi là chơi chậm. Còn chơi chú bằng chú. Rồi mà mình mới anh còn chơi phà phà là kêu bằng anh nha. Banh ra giữa hoài sao chịu nổi? Sao không chịu nổi? Trời, giỡn chơi hoài, banh qua giữa hoài nó khoái lắm mà, chứ đừng giỡn. Không Trần, vậy là không có kinh nghiệm rồi. Em phải banh ra, em phải giữ hoài người ta mới thích. Chẳng những banh ra hoài mà giữ hoài để ngắm. Mình banh ra mình giữ hoài để ngắm nó mới có cảm giác. Đó. Mấy anh đừng nghĩ bậy nha, tôi đang nói banh móng tay nha, chứ tôi không có nói banh cái gì bậy bạ nha. Đừng có nghĩ bậy bạ là được rồi. Đó, các người đó là lỡ đảm luôn á. Là lớp tháng 8 chúng gặp tôi nha. Coi em cho anh không cho coi đâu, em mà coi mặt anh nó con tối em ăn cả làm cơm cũng được, khổ lắm. Em đừng cứ dậy hoài anh nói thiệt với mấy em á, nghe cái giọng anh thì còn đỡ nha. Mấy em mà thấy anh rồi, mấy em ăn cơm không được, ngủ không được, nó ám ảnh mấy em á. Anh nó công anh là mang cái tội nữa, cho nên anh chị em nhớ thông cảm, nghe cái tiếng được rồi, đừng có thấy mặt anh. Chú nói rồi đó, chú nói nãy giờ chú còn chơi tốt, mấy chú còn chạy gứt luôn, mấy chú còn chạy gứt là không nên gọi bằng chú, là phải gọi bằng anh. Mấy cưng cứ vậy hoài, chừng nào chú là ít nhất phải em của ba rồi đó, chú là phải em ba không? Chú là nhỏ đâu có phải vai nhỏ đâu. Chú là vai cũng phải là ngang ngửa với ba mình rồi, cho nên là nó già lắm anh với mấy em, cho nên là mình đừng có gọi bằng chú nha. Đó, chú là già rồi, chơi không được, gọi là chú. Còn anh là anh chơi phà phà luôn, anh chơi từ A tới Z mà kêu anh một chú là anh buồn lắm ạ. À. Em chỉ gọi số điện thoại cho anh đi em ơi, em gọi số điện thoại cho anh á. Anh đưa cái số điện thoại trên cái Facebook đó, có số 2 cái số điện thoại em gọi cho anh nha. Tình yêu chơi khỏe truyền cho đứa cháu và còn công với nhỏ này dịch. Nè, nhớ nè. Nhớ nha, nhà. Tối á, trước khi đi ngủ, xúc nước muối, ok. Pha ly sữa, bỏ tí hâm microwave, hâm cho nó nóng đó, cho nó ấm lại, uống vô bảo đảm tối sung như gì. Nhớ nha, xúc nước muối, nghe không, nghe rõ nha, xúc nước muối nè, dịch nè, xúc nước muối xong rồi lấy ly sữa hâm cho nó chút xíu thôi, khoảng chừng 3-40 second thôi, đem ra uống tối là coi như bảo đảm luôn, nó còn dằm hơn bóng nữa. Bảo đảm luôn là nó còn dâm hơn bóng nữa, người ta gọi là bóng dâm đúng không, mình còn dâm hơn bóng nữa, là mình bóng gì dữ dằn hơn nữa. Nếu mà đánh con nó là cái bay luôn. Sơn cho kỹ nha, sơn cho kỹ đó, sơn cho kỹ, sơn hai ngón. Bỏ vô cho tình yêu không có đánh, tình yêu lấy chút xíu thôi. Đây, lấy chút xíu nè, tình yêu chậm nè. Thấy chưa, thấy tình yêu chậm không? Chậm nè, đó, chậm nè. Nó ít thì mình lấy thêm nè, nó ít thì mình lấy thêm nè, đó, mình lấy thêm nè, cho nó đẹp nè. Đó, thấy chưa.
Beautiful right? See? Anh chị em thấy không? Nó rất là đẹp nha, nó rất là đẹp nha. Anh chị em phải coi cho kỹ, nó rất là đẹp nha. À, nhớ là đừng có đánh nha, đừng có bao giờ đánh, chậm nó lên, chậm nó nè, chậm nó nè, chậm chậm nè, chậm nè, chậm nè. Chậm nè, cái này gọi là không có đánh mà chậm nha. Đánh là thua, đánh là chết ngắt, đánh là đi liền. Đó, đánh là đi ăn chuối liền, mà chậm là vô tư. Chậm lên là rất là đẹp. Đó, thấy gì chưa? Thấy không? Nhìn kỹ không? Nhìn nè, đưa sát lên cho coi nè. Anh chị em thấy không? Nè, đó, lên nó không biết nó vàng, hồng, trắng, xanh gì từ lưa trên đây. Nó ra rất là đẹp luôn. Cho nên anh chị em cố gắng. Những cái kiểu này là những cái kiểu mới. Có ai làm cho mình để chia sẻ cho mình đâu. Đó, cho nên là tình yêu chia sẻ cho anh chị em làm mấy cái này kiếm tiền ha. Kiếm tiền. Làm kiếm tiền rất là dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ đơn giản, anh chị em làm bộ ông rê như vậy là 60 đồng. Ok. Khách nó thích làm cái này nữa, lấy nó thêm 10 đồng nữa. Ví dụ như làm 10 ngón đi, nó làm design 2 ngón đi, 4 ngón lấy 10 đồng nữa, vô tư nó trả tiền đi, 10 ngón nó là 70 đồng, vô tư không? Làm rất đẹp luôn, ra cái bộ ngón tay là ra là nhức nách luôn. Cho nên là mình làm mình phải bày vẽ những cái đơn giản vô cho họ thấy đẹp và họ làm thôi, đúng không? Đó, anh chị em coi thật bằng tay khi mình làm cái nách mà bị đau tối nhớ kêu vợ hung nha, vợ hung nách cái hết đau liền. Nhớ sức dầu vô nha anh chị em, nhớ sức dầu, bộ tay phải sức dầu cho nó đẹp. Đó, sức dầu lên, sức dầu xong rồi cái giấy. Đó, cái giấy nè, cái giấy nè, chùi cho nó sạch. Nhớ nha, đây là những cái bí quyết mình phải làm. Đừng có nấu nha, bỏ dầu lên sức cho nó đẹp. Bộ tay ra nó rất là nhức nách. Bên anh có nhận thêm thợ không? Anh không có nhận thêm thợ em ơi, anh chỉ nhận thêm người tình thôi, chứ không có nhận thêm vợ. Em nào đẹp gái qua đây kiếm anh. Anh nói chơi thôi chứ cũng cần em, cần thợ chứ, cần người chứ. Anh chị em thấy không? Bộ tay nhìn ra là nhức nách luôn. Thì mình nhìn cái bộ tay mình cũng thấy thèm, đúng chưa? Đơn giản nhưng rất là đẹp nha anh chị em, kiếm rất